Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến thị trấn 1000 thuộc huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang. Làm cái clip này chỗ phôi mai của tính ở Hậu Giang. Đợt trước mình cũng có làm một clip rồi đó. Thì hôm nay tính có đi bứng được một số cây thì nhờ mình làm cái clip này gửi đến quý vị và các bạn để giao lưu nha. Rồi mình sẽ đi vào cái nhà của Tính. Rồi Tính ơi. Chào anh. Chào khán giả Tính ơi. Xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cái clip trước của em. Giờ hôm nay em có một số cây mong giao lưu với anh em. À dạ. Rồi. Đầu tiên là cây nào? Đầu tiên em xin này cây số 1 đi anh. Cây số 1. Dạ. Rồi cây này cây xù nha anh em. Cây xù. Dạ cây xù. Xù từ ở dưới đế dưới gốc này nè. Xù lên hết đây luôn. Xù đâu xù, xù. Dạ. Đây xù nữa anh. Đây cũng xù luôn. Xù nhẹ hả? Dạ không có, ở đây xù nhẹ, còn lên đây nè, lên đây là nó mạnh nè. Rồi, coi dạ. Từ đế luôn chứ cái đi. Dạ. Xù thì đế nó cũng yếu à. Dạ, đế nó yếu. Rồi. Đây xù lên tới đây luôn nè, mấy này nó u nó nổi xù nữa nè, nói chung là nó xù là lên tới trên đọt chỉnh luôn nè. Cái này để cao vậy là do nó xù. Dạ xù mà em để cao luôn, không có cắt ha. Không cắt. Rồi cao khoảng nhiêu tính này? Cây này cao có 3 thước rưỡi anh. 3 thước rưỡi. Dạ 3 thước rưỡi. Cao dữ ha. Dạ xù đây ha, có một cục đây nữa ha. Dạ nó xù từ đây xù tới ngọn luôn. À, do nó hơi ngược sáng. Dạ. Rồi em đo hoành thân của nó ha. Hoành thân đi. Ơi, hoành thân của nó là 47 thẳng thước luôn. 47. Dạ. Rồi. Rồi em đo chỗ hoành xù này cho anh em xem luôn. Hoành xù. Xù này cũng 47 luôn nè. Chỗ này 47 luôn. Dạ. Rồi. Rồi, dạ. Cái thân hình nó đây. Muốn ra cái đọt bông này đó ha. Dạ. Bông này đẹp không? Bông này chủ nhà nói là 7 cánh. 7 cánh ha. Dạ. Rồi, chỉ là cây này mình giao lưu nhiêu? Dạ. Cây này em giao lưu là tại vườn là 16 triệu. 16 triệu dạ, cây số 1. Dạ, lý do cây này nó lớn quá, nó nhiêu ship á thì em anh em thương lượng phí ship với em. Thương lượng phí ship. Ừ. Rồi giá ok chưa? Rồi ok anh. Dạ. Giá này hợp lý cho anh em chơi ha. Rồi, đây mình đi một vòng chân nữa rồi mình ra ngoài cây số 2 nha. Đọc số điện thoại tính đây. Số điện thoại của em là 0799 777 775. Rồi, Zalo luôn ha. Zalo luôn anh. Rồi địa chỉ mình là địa chỉ em ở thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ dạ. Ra cây số 2. Cây số 2 cây này đi anh. Cây nào? Dạ, cây này. Cây này của clip trước á, nhưng em bán em lấy hoàng dốt lại cho anh em dễ chơi. À. Dạ. Cây này clip trước chưa giao lưu được hả? Dạ chưa giao lưu được với anh em. Rồi. Này em đo hạo tới đây thôi. Rồi đo đi, này giữ đó đi. Dạ. Ba mươi ba đi. Lúc trước là lúc hai. Dạ. Rồi cây số 2, rồi hoành thân 33. Dạ. Cái này cái hoành cũ nó cũng lớn. Thôi anh quay hoành cũ đi em khỏi đo, tại vì nó. Rồi hoành cũ đây. Dạ, hoành cũ, hoành cũ xin nè. Cho những cây này lớn không có đưa lên bàn quay được nha. Dạ. Bà con. Hình cũ nữa đây. Tắt cái chuông. Cây này chi cành có đủ luôn. Chi cành có đủ. Rồi cao khoảng nhiêu em? Dạ. Cây này cao khoảng 2 thước anh ơi. Cao 2 thước. Dạ. Rồi cao 2 thước. Rồi giao lưu nhiêu em? Cái này em giao lưu với anh em là 6 triệu rưỡi, em bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. À dạ.
Là hoàn vốn hả? Dạ. Được rồi, em đăng clip là 7,5 triệu. Ờ. Đằng này em sẽ bán là 36,5 triệu. Rồi, cây bông trang này có bán không? Dạ không anh ơi. Yeah. Cây đó xấu rồi để chơi. Yeah. Dạ. Rồi. Rồi, cây số 3. À, cây số 3 cây này đi anh. Cây số 3. Rồi, cao nhiêu đó luôn? Cây số 3 này cao khoảng 1 thước 6. Cao 1 thước 6. Rồi, cháu hoành luôn em ơi. Dạ. Hoành của nó ngay văn vị trí này là 53. Ngược sáng quá. Ờ, dạ. Đây. Hoành 53. Dạ. Rồi. Điên dòng đế nè. Dạ. Cây này thăng trực lắc nha anh em. Hoàng để đi dòng đế chứ. Rồi, đế nó đây ha. Dạ. Thăng. Thăng trực lắc. Rồi. Lá này cũng lá lớn, bông từ 7-9 cánh trở lên. Lá lớn. Dạ. Rồi, cây này giao lưu sao em? Dạ, em giao lưu là 8 triệu, em bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Cây số 3. Dạ. Cây này là cây số 3 nha bà con. Cây số 3. Rồi, cây này em đọc lại đi, cao nhiêu, hoành nhiêu cái, chỉ vô cây. Cây này là cao khoảng là 1 thước 6, rồi. Hoành là 53. Rồi. Dáng trực lắc, bông rồi. Thì từ 7-9 cánh. Rồi, giao lưu giá nhiêu? Em giao lưu là giá 8 triệu, bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, tới dạ. Cây số 4. Ừ, cây số 4 cây này đi anh. Cây này nó một cốt green dáng như dáng này, anh em kêu bằng dáng hồi đầu gì nè. Công gì nè. Rồi. Dạ. Do trời nó cũng chuyển mưa bà con, tranh thủ. Rồi, đo hoành em cho cao đi. Ờ, cao trước đi, cao khoảng nhiêu? Cao nó nhiêu, cao từ đây lên đây là khoảng gửi anh ơi, tới cái nách này cần thức gửi nè. Gửi. Dạ. Rồi. Đo cái bài nó ra luôn nha. Rồi bài luôn. Bài này nó ra 105 anh ơi. Rồi cây này em giao lưu như em nói là giá luôn đi. Cây này em giao lưu là 6 triệu gửi, em bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. 6 triệu gửi. Rồi để vô coi hoành cái luôn. Dạ. Chỉ để sao? Để luôn. Rồi đo đo hoành em đo hoành. Dạ. Hoành 40 anh ơi. Hoành 40 đâu? Ờ, 39-40. Dạ. Rồi. Rồi. 6 triệu rưỡi ha. 6 triệu rưỡi em bao ship thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đi vòng nữa nè. Rồi chuẩn bị qua cây tiếp theo. Cây gì nào? Rồi tới cây số 5, cây này. Cây này. Dạ. Rồi để đi vòng luôn. Cây số 5. Rồi, đo cái hoành này. Hoành ở trang vị trí này là 62. Hoành, khoan ở đây, quay qua đây cái khó nhận. Dạ. Nè, cái 62. Rồi. Đo xích chân này cho anh em xem kỹ luôn nè. Đây cũng 62, 63 luôn anh em ơi. Khoan. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi cao nhiêu em? Dạ. Dạ. Cây này cao khoảng thước 9, 2 thước anh ơi. 2 thước ha. Dạ 2 thước. Rồi nó có mấy đọt? Cây này có 5 đọt. 5 đọt. Ờ, cái này anh em muốn về cắt bonsai thì cắt, tại em cắt sợ không hợp với anh em á, cho nên. Rồi đây là nó 5 thân 5 đọt đây. Ừ. Rồi nó tự dưới nó lên nó thoát thân nhiêu? Dạ. Quay qua đây nè. Thoát thân này khoảng 3 tấc anh ơi. Thoát thân 3 tấc. Dạ. À, những cái thân nhỏ này cho một cái thân chính kìa. Thân chính nó nhiều. Thân chính thân này ha. Đem ra thân chính nữa. Hơi khó chút. Dạ. Thân chính của nó là 37. Dữ đó. Thân chính 37. Rồi. Rồi giá như em ơi. Dạ. Cái này em giao lưu với anh em là 14 triệu, em cũng bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. 14 triệu mai vàng. 5 thân. Hoành nhiêu? Dạ hoành 62. Hoành 62, cao nhiêu nhắc lại luôn. Cao 2 thước.
hoành 62 cao thước chỉ vô cây thôi. Rồi cây đó đó, hoành 62 cao 2m. Rồi giao lưu như em ơi. Dạ giao lưu là 14 triệu bao ship thành phố Hồ Chí Minh. 14 triệu. Rồi, tiếp theo cây đó cây số mấy? Cây này cây số 5. Cây số 5. Rồi tiếp tục cây số 6. Cây này là cây tàn anh. Cây tàn. Dạ. Cây này. Rồi, chi cành đầy đủ. Chi cành đây. Dạ. Lá lớn luôn anh. Lá lớn. Dạ. Tết này có bông lá gai không? Dạ có anh ơi. Đây tàn đây. Rồi cao nhiêu? Dạ cây tàn này cao khoảng 2 thước rưỡi. Cao 2 thước rưỡi. Rồi cái bệ tàn nó nhiêu em? Bệ tàn nó cũng có cỡ thước 7 anh ơi. Bệ tàn thước 7. Dạ. Rồi, cho cái thông số hoành em. Dạ. Nhiêu ạ? Dạ, 49. Hoành 49. Rồi, để đi anh đi cái vòng đế này. Dạ. Rồi, giá nhiêu em ơi? Dạ, cái cây này em bán là 15 triệu, em bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. 15 triệu bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Đây chỉ vô cây lò là tả hết cái cây lại. Dạ. Cây em là bông là từ 7-9 cánh trở lên, chi cành đầy đủ. Rồi. Cái hoành của nó là 49. Rồi. Dạ. Đế cũ anh em. Đế cũ. Rồi. Giao lưu nhiêu? Dạ 15 triệu bao ship thành phố Hồ Chí Minh. 15 triệu. Rồi tiếp theo cây nào nữa em ơi? Dạ cây này đi anh. Cây này 15 triệu đó nghe bà con ơi. Rồi tiếp tục cây này cũng cây clip trước đó. À, em xin giao lưu lại với anh em. Tả chiều cao đây. Chiều cao cây này 4 thước. Chiều cao 4 thước. Tàn 2 thước. Tàn 2 thước. Rồi hoành nhiêu? Hoành thân 50. Hoành thân 50. Muốn mưa nữa rồi. Mưa rồi anh ơi. Hoành chăn cu rễ là 63. Hoành 63. Rồi dạ. Rồi. Rồi giao lưu như em. Cái này em giao lưu với anh em là 23 triệu, em bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. 23 triệu. Là mình có thu hồi vốn rồi đó. Dạ đúng rồi anh. Rồi 23 triệu. Dạ. Chi cành nó đây. Rồi cây này mã số mấy em? Dạ, cây này mã số 7 anh. Mã số 7. 23 triệu ha. Dạ. Đây thân hình nó đây bà con ơi. Nhìn từ xa đây. Rồi. Tới cây số 8, cây cuối cùng của clip này luôn. Rồi, tả chiều cao luôn em. Dạ, cây này cao 2m6. 2m6. Tàn 1 thước rưỡi. Tàn thước rưỡi. Hoành của nó là 39. Hoành 39. Dạ. Thân cốt nó đây. Cây này mới phải không? Dạ không, cây này có clip trước luôn anh. Em bán thu hồi lại luôn. Dạ. Rồi. Hoành 40. Dạ. Rồi hoành 40. Rồi để đi rồi. Rồi giao lưu giá như em ơi. Em giao lưu là 5 triệu rưỡi. Em bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có giảm giá rồi đó hả? Dạ. Thu hồi vốn hả? Dạ. Rồi. Đây Tết này có bông lá gai. Dạ rồi có không? Bông anh ơi. Có nụ hết rồi nè. Ngồi viết hết rồi. Đây. Rồi 5 triệu rưỡi ha. Dạ. Rồi em đi sơ sơ em chỉ đi. Dạ. Cây số 8 là 5 triệu rưỡi. Cây số 8 là 5 triệu rưỡi. Rồi. Cây số 7 là 23 triệu. 23 triệu. Dạ. Rồi. Cây số 6 là 15 triệu. Rồi cây đó 15 triệu. Rồi. Cây này. Cây số 5 là 14 triệu. Rồi. Cây số 4. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Dạ. Rồi nói sơ sơ hoành luôn ha. Dạ. Rồi cái này không nhớ đâu hả? Cây số 3 là 8 triệu. Rồi. Gán nhớ. Rồi. Dạ cây số 2 này là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Rồi cây số 1.
cây số 1 này, để em coi lại, em cũng quên mất tiêu rồi. Cây xù. Mấy triệu? 16 triệu. 16 được. Triệu. Rồi, vậy qua chào khán giả luôn, chào bà con luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái clip của em, mong anh em ủng hộ. Chào anh em. Rồi, cho cái địa chỉ, số điện thoại lại dạ. luôn. Địa chỉ của em là ở thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại. Số điện thoại của em là 0799 777 775. Rồi, mến chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.